Trong lịch sử Việt Nam, có những vị anh hùng dân tộc đã để lại dấu ấn đậm nét với những chiến công hiển hách, góp phần bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Một trong những vị anh hùng đó là Lý Thường Kiệt. Ông nổi bật với việc chinh phạt Chiêm Thành, đánh phá Ba Châu, Khâm, Ung, Lim, nước Tống, rồi đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt của quân Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy. Đặc biệt, trận chiến ở Ba Châu, Khâm, Ung, Lim đã khiến tên tuổi của ông vang rội ra khỏi Đại Việt và được biết đến ở đất Tống là một vị tướng tài giỏi. Lý Thường Kiệt, sinh năm 1019, mất năm 1105, là một nhà quân sự, nhà chính trị cũng như hoạn quan nổi tiếng vào thời nhà Lý. Ông làm quan cho ba triều: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, và đạt được nhiều thành tựu to lớn, khiến ông trở thành một trong hai tướng vĩ đại nhất của nhà Lý, bên cạnh Lê Phụng Hiểu. Trong lịch sử nước ta, không biết hoạn quan có từ bao giờ, nhưng một trong những hoạn quan được sử sách ghi lại dưới thời nhà Lý là Lý Thường Kiệt, vị tướng tài giỏi bậc nhất và là vị anh hùng của dân tộc ta. Mặc dù có nhiều người phục cái tài của Lý Thường Kiệt, ngưỡng mộ những công trạng mà ông đã lập được cho đất nước, nhưng cũng không ít nho gia đã khinh khi ông chỉ vì ông là một hoạn quan. Để biết được Lý Thường Kiệt có đáng phải nhận thái độ khinh khi của các nho gia dành cho ông hay không, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nguyên nhân nào ông trở thành một hoạn quan. Lý Thường Kiệt vốn không phải họ Lý, vì ông được ban quốc tích mới được mang họ Lý. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, sinh năm 1019 tại làng Mai Sinh, huyện Cổ Đan, phủ Thái Bình, nay thuộc xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông là con của Ngô Thử Dụ, một danh thần nhà Lý. Từ nhỏ, ông đã tỏ ra có tài năng, chuyên cần học tập, ngày học võ, đêm học văn. Lý Thường Kiệt lại được chồng của người cô là Tạ Đức truyền thụ binh pháp võ nghệ gia truyền. Lý Thường Kiệt lấy vợ năm 16 tuổi. Chẳng may, khi lâm bồn cả mẹ lẫn con đều chết. Năm 20 tuổi, ông lấy vợ khác, một bà họ Tạ, một bà là Lý Thị Duy Mỹ. Theo sử sách, Lý Thường Kiệt trở thành hoạn quan vì một trong ba lý do sau. Lý Thường Kiệt tự nguyện hoạn mình để được vào cung làm quan. Giả thuyết này được ghi chép trong cuốn Tân Việt Sử Lược của Ngô Sĩ Liên. Theo đó, Lý Thường Kiệt, tức là Ngô Tuấn, mặt mũi khôi ngô, dáng người đồng hoàng, tính tình nhã nhặn khiêm tốn, có tài cả văn lẫn võ, lại xin mang cần mẫn, hết lòng trung thành. Nên vua Lý Thái Tông tin yêu, muốn có Lý Thường Kiệt luôn gần gũi, nên khuyên Lý Thường Kiệt tự hoạn để có thể ở lại trong cung cấm thường xuyên. Năm 23 tuổi, Lý Thường Kiệt tự hoạn. Lý do thứ hai là Lý Thường Kiệt bị hoạn vì phạm tội. Giả thuyết này được ghi chép trong cuốn Việt Sử Giai Thoại của Trần Văn Giáp. Theo đó, Lý Thường Kiệt từng có một mối tình với Dương Hồng Hạc, cháu gái của Hoàng hậu Thiên Cảm. Tuy nhiên, mối tình này bị Hoàng hậu Thiên Cảm ngăn cấm. Sau này, khi Dương Hồng Hạc trở thành vợ của Thái tử Lý Nhật Tôn, tức vua Lý Thánh Tông sau này, Lý Thường Kiệt bị nghi ngờ là có âm mưu chống lại Hoàng hậu Thiên Cảm. Vì vậy, ông bị hoạn để trừ hậu họa. Lý do thứ ba, Lý Thường Kiệt bị hoạn vì có kẻ xấu hãm hại. Giả thuyết này được ghi chép trong cuốn Lịch sử Việt Nam của Trần Trọng Kim. Theo đó, Lý Thường Kiệt vốn là một người tài giỏi, được nhiều người kính nể. Vì vậy, ông bị những kẻ xấu hãm hại, bị vu oan là có âm mưu chống lại triều đình. Để thoát tội, Lý Thường Kiệt đã tự nguyện hoạn mình. Trong ba giả thuyết trên, giả thuyết thứ nhất là giả thuyết được nhiều người chấp nhận nhất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng giả thuyết thứ hai hoặc giả thuyết thứ ba cũng có thể là sự thật. Dù lý do là gì đi chăng nữa, việc Lý Thường Kiệt trở thành hoạn quan đã không ảnh hưởng đến tài năng và sự nghiệp của ông. Ông vẫn là một nhà quân sự, nhà chính trị lỗi lạc, có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước. Ông là người đã lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại quân xâm lược Tống, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Ban đầu, Lý Thường Kiệt chỉ là một thái giám làm việc lặt vặt hầu cận bên vua. Nhưng với tài năng của mình, ông đã lập được nhiều công lao và nhanh chóng chiếm được cảm tình của hoàng tộc nhà Lý. Vì thế mà nhà Lý quyết đổi tên ông từ họ Ngô sang họ Lý, tức mang họ của vua, với tên gọi là Thường Kiệt. Bắt đầu từ đấy,
Lý Thường Kiệt đã ghi dấu tên tuổi của mình vào lịch sử. Với tài năng kiệt xuất của mình, ông nhanh chóng được thăng đến chức Bổng Hành Quân Hiệu Úy, một chức võ quan cao cấp của triều đình. Năm 1053, ông được phong làm Nội Thị Sảnh Đô Chi khi 35 tuổi. Lý Thường Kiệt sinh thời trong bối cảnh Đại Việt bị kìm kẹp giữa Liên Minh Tống Chiêm, Giang Sơn có thể bị mất bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, sự xuất hiện của ông vào đúng thời điểm lịch sử này không chỉ giúp Giang Sơn Đại Việt được giữ vững, mà những cuộc tấn công Bình Chiêm phạt Tống của ông khiến bờ cõi được mở mang, Chiêm Thành quy phục, Tống Triều phải nể sợ. Năm 1061, người Mường ở biên giới Thanh Hóa, Nghệ An quấy rối. Lý Thường Kiệt được lệnh đi dẹp loạn. Thế nhưng, ông chủ trương không dùng bạo lực mà cố gắng thu phục nhâm tâm. Ông giúp ổn định vùng biên giới phía Nam. Năm 1064, vua Chiêm Thành là Chế Cũ liên minh với nhà Tống tiến đánh Đại Việt. Lúc này, Đại Việt gặp nguy khi phía Bắc bị Tống uy hiếp, phía Nam Chiêm Thành cũng lăm le xâm phạm. Tháng 2 năm 1069, vua Lý Thánh Tông dẫn 5 vạn quân theo đường thủy tiến đánh Chiêm Thành. Lý Thường Kiệt được cử làm tướng đi tiên phong. Mọi việc ở nhà giao cho Nguyên Phi Ỷ Lan nhiếp chính, Thái sư Lý Đạo Thành trợ giúp. Tướng tiên phong Lý Thường Kiệt cho quân tiến đến đánh bại quân Chiêm Thành. Thừa thắng, tiến thẳng vào kinh thành. Đang đêm, vua Chế Cũ bỏ trốn vào phía Nam. Sau đó, vua Chiêm phải đầu hàng và dâng cả ba châu cho Đại Việt. Sau chiến công này, Lý Thường Kiệt được phong Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, tức Khai Quốc Công. Không lâu sau, lại được thăng lên Thái Úy, nắm toàn bộ binh quyền cả nước. Sau khi vua Lý Thánh Tông mất, vua Lý Nhân Tông lên nối ngôi, lúc đó mới 7 tuổi. Năm 1075, Thái hậu Ỷ Lan nhận được tin từ khu mật viện báo quân Tống chuẩn bị kế hoạch đánh Đại Việt, quân lương tập trung ở Ung Châu. Bà bàn việc này với Lý Thường Kiệt, phải tiến đánh Ung Châu trước khi quân Tống tiến sang. Kế hoạch đánh Tống của bà Ỷ Lan đã được Lý Thường Kiệt và các tướng lúc bấy giờ ủng hộ. Theo kế hoạch này, Đại Việt phòng thủ bằng cách chủ động tấn công trước, đánh phủ đầu quân Tống, phá kho lương thực, vũ khí, đường xá và cầu cống nhằm ngăn cản cuộc xâm lăng của nhà Tống. Sau khi hoàn thành kế hoạch, hạ thành cuối cùng là thành Ung Châu, quân Đại Việt rút về nước. Dân gian có câu ca dao, ca tụng việc Lý Thường Kiệt đưa quân qua biên giới phía Bắc đánh Tống trong trận này như sau. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng châu ngã ai dè xe nghiêng. Hoặc là đem chuông đi đánh xứ người, chẳng kêu cũng đánh vài hồi lấy danh. Chiến thắng này đã làm cho nhà Tống mất mặt đến mức khiến vua Tống Thần Tông quyết định nhượng bộ Tây Hạ ở phía Tây, cắt đất dâng cho nước Liêu ở phía Bắc để rảnh tay đối phó với Đại Việt. Năm 1076, nhà Tống đã huy động toàn bộ lực lượng, binh lính tinh nhuệ ở phía Bắc và phía Tây tham gia vào cuộc chiến đánh phục thù, quyết tâm chiếm Đại Việt. Đầu năm 1077, tướng Tống Quách Quỳ dẫn 30 vạn quân tiến đánh Đại Việt, trong đó có 10 vạn quân chủ lực và 20 vạn phu tùng. Quân Tống được trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại, được tổ chức và huấn luyện bài bản. Quân Tống vượt sông Như Nguyệt tiến vào Đại Việt. Lý Thường Kiệt lúc này đang giữ chức Thái Úy, ông chỉ huy toàn quân Đại Việt bước vào cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn. Lý Thường Kiệt dùng quân chủ lực chặn quân Tống tại sông Như Nguyệt. Đây là con sông kéo dài, chắn ngang đường tiến xuống phía Nam. Ông đã tính rằng quân Tống không còn thủy binh sẽ khó mà vượt qua sông. Quách Quỳ chờ thủy binh không được, đành tự đóng thuyền rồi cho quân vượt sông, nhưng lần nào cũng bị đánh bại, phải ra lệnh cho quân không vượt sông nữa, cố thủ chờ thêm viện binh. Tháng 7 năm 1077, Lý Thường Kiệt chờ cơ hội chín mùi thì cho quân men theo sông Cầu bí mật tiến vào chỗ quân Tống. Quân Tống tưởng quân Đại Việt thua trận nên không đề phòng, quân Đại Việt bất ngờ tập kích đánh tan quân Tống. Lúc này quân Tống bị tiêu diệt quá nữa, lương thực đã cạn. Lý Thường Kiệt liền cho người mang thư tới nghị hòa. Quân Tống đang tuyệt vọng nên đồng ý và rút quân về nước. Cuộc chiến của Lý Thường Kiệt và quân dân Đại Việt đã đập tan ý chí nam tiến của quân Tống, khiến nhà Tống từ đó không dám ngó ngàng gì tới giải đất phương Nam nữa.
Cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược lần thứ hai của Đại Việt đã giành thắng lợi vẻ vang. Chiến thắng này đã khẳng định chủ quyền và độc lập của dân tộc Đại Việt, đồng thời thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần chiến đấu kiên cường của dân tộc Đại Việt. Có thể nói, chiến thắng trận Như Nguyệt năm 1077 là một trong những trận chiến thắng vĩ đại trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí độc lập và tinh thần chiến đấu kiên cường của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược, Lý Thường Kiệt đã lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại quân xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến này, ông đã sáng tác bài thơ Nam Quốc Sơn Hà để cổ vũ quân lính. Đây cũng là bản tuyên ngôn đầu tiên của nước Đại Việt. Nam Quốc Sơn Hà. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ lại xâm phạm, như Đẳng hành khan thủ bại hư. Năm 1104, vua Chiêm Thành là Chế Ma Na đem quân tiến đánh, chiếm lại các vùng đất mà vua Chế Cũ đã nhượng lại cho Đại Việt trước đây. Lý Thường Kiệt lúc này đã 86 tuổi, vẫn cố gắng gượng dậy, đưa quân về phía Nam đánh bại quân Chiêm Thành. Chế Ma Na phải nộp lại đất cho Đại Việt. Sau chiến công này, sức khỏe của Lý Thường Kiệt giảm nhiều do tuổi đã già. Một năm sau thì ông mất. Hiện tại, lăng mộ của Lý Thường Kiệt nằm ở xã Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ngôi mộ này được xây dựng từ thời nhà Lý, nằm trên một ngọn đồi cao, bên cạnh là sông Lèn. Ngôi mộ có kích thước khá lớn, dài 20m, rộng 10m, cao 5m. Bên trong ngôi mộ có một cổ quan tài bằng đá. Đây là một con người tuấn kiệt, uy danh lừng lẫy, không chỉ mang lại vinh quang cho dòng họ Ngô mà còn là phúc tinh của nước Nam này nữa. Câu nói của vị cao nhân biết quan sát thiên tượng ngay trước khi Lý Thường Kiệt được sinh ra đã trở thành sự thật. Trong thời điểm khó khăn, thiên tượng đã để ông giáng sinh ở nước Nam để ghi lại dấu ấn lịch sử cho con dân Đại Việt. Lê Anh, người ôn sử, xin được phép khép lại video này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày tốt lành.